Xin chào tất cả mọi người, nếu như những ngày vừa qua thông tin về Hyundai Creta vẫn còn chưa hết nóng hổi thì nay lại tiếp tục có một mẫu xe mới sẽ tham chiến vào phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ này. Đó là Volkswagen T-Cross. Video này chúng ta cùng điểm tin nhanh nhé. Volkswagen T-Cross sẽ là sản phẩm mới tiếp theo của thương hiệu Đức chào sân thị trường Việt. Mẫu xe này sẽ nằm trong phân khúc SUV hạng B với loạt cái tên cần cạnh tranh như Kia Seltos, Peugeot 2008, Hyundai Creta, Mazda CX-3, v.v. Về kích thước, Volkswagen T-Cross sở hữu thông số dài rộng cao lần lượt 4.221, 1.760, 1.612mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 2.563mm. So sánh nhanh một chút, T-Cross sẽ ngắn hơn khoảng 80mm so với Peugeot 2008, nhỏ hơn 10mm chiều rộng nhưng cao hơn khoảng 62mm. Còn so với vua doanh số Kia Seltos, mẫu xe tới từ Đức ngắn hơn tới gần 150mm nhưng khá tương đương về chiều rộng và cao. Quay trở lại, phiên bản được mang về Việt Nam cũng sẽ sở hữu đèn trước LED với thấu kính projector cùng nhiều chức năng như auto, điều chỉnh khoảng sáng, có hỗ trợ góc sáng khi vào cua. Với phiên bản Luxury sẽ có thêm đèn chào mừng. Ngoài ra, lưới tản nhiệt cũng mạ chrome 3D, có nhiều nét tương đồng với các sản phẩm đang có mặt tại Việt Nam. Xe sẽ được trang bị mâm xe kích thước 17 inch cùng cửa sổ trời, những điểm này cũng tương tự như Kia Seltos. Cụm đèn hậu nhìn cũng khá hiện đại, nhìn tổng thể, Volkswagen T-Cross đúng nghĩa là một chiếc xe gầm cao cỡ nhỏ. Bản thân mình thấy như một chiếc Polo được thổi phồng kích thước. Mọi người thấy sao? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé! Ở bên trong nội thất, chưa biết Volkswagen T-Cross được phân phối ở thị trường Việt Nam sẽ có những trang bị gì. Nhưng nếu cách phối màu bên trong vẫn được giữ lại như thế này thì cũng ấn tượng đấy chứ. Với phiên bản quốc tế, xe được trang bị đồng hồ sau vô lăng full LCD, trong đó màn hình giải trí trung tâm có kích thước khoảng 8 inch, loa đến từ thương hiệu Beats, điều hòa tự động 2 vùng. Chi tiết cụ thể, chúng ta cùng chờ xem trong ngày ra mắt chính thức nhé! Về động cơ, Volkswagen T-Cross tại Việt Nam sẽ được trang bị động cơ 1.0L tăng áp 3 xi lanh cho công suất cực đại đạt 115 mã lực và 178 Nm mô-men xoắn ngay từ giải vòng tua từ 1.750 tới 4.500 vòng một phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Mức giá bán thì đương nhiên chúng ta sẽ phải chờ thêm. Vậy là chúng ta đã cùng vừa điểm tin nhanh về Volkswagen T-Cross, mẫu SUV đô thị sẽ được ra mắt tại thị trường trong nước vào đầu tháng 4 tới. Các bạn nghĩ sao về mẫu xe này? Mức giá kỳ vọng là bao nhiêu và T-Cross liệu có cơ hội trước loạt đối thủ đã tạo dựng được tên tuổi từ trước đó? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé! Đừng quên nhấn like nếu thích, đăng ký kênh YouTube AutoPro để đón xem những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!